Xin chào bạn, hôm nay đại lý Toto Tuấn Đức tôi xin giới thiệu các bạn cái mẫu bồn cầu có cái mã hiệu là MS823 DE4 ha. Thì cái MS823 DE4 này á thì là cái bồn cầu nắp rửa cơ một khối. Thì trước đây chúng ta đã từng biết có cái mã là CVK823. Thì cái MS823 nó sẽ khác, cái CVK823 là cái bồn cầu MS823 này nó sẽ đi kèm chúng ta, đó là cái bít nối sàn và con thọ rời ha. Trước nay thì chúng ta sẽ có con thọ rời mà không có bít nối sàn và nó sẽ nằm ngoài, là T53B100 á. Thì bây giờ chúng tôi sẽ vào cái sản phẩm này. Thì cái sản phẩm này lúc chúng ta nhận hàng nó sẽ có 3 bộ phận. Đó là cái thân cầu là có cái mã hiệu là C823DR với cái nắp rửa cơ là TCVK1211A ha. Cái nắp này có xuất xứ là xuất xứ là Indonesia. Còn cái phần xử là xuất xứ Việt Nam. Thì nó sẽ có hai bộ phận lúc chúng ta nhận hàng ha. Thì cái bồn cầu này có cái kích thước của nó là chiều dài là 750, bề ngang là bề ngang của nó là 510, chiều cao từ sàn lên két nước là 640. Đó là cái kích thước cơ bản của cái sản phẩm này. Thì cái bồn cầu này á thì chúng ta sẽ có hai chế độ xả ha. Xả 3 lít và 4,5 lít, tuy bồn cầu rất là lớn nhưng mà khá là tiết kiệm nước và nó có chế độ xả tiểu, thì giúp chúng ta đi vệ sinh, chúng ta sẽ đi tiểu tiện nó sẽ không tốn nước như là sợ đại tiện ha. Và cái bồn cầu này với thiết kế của nó là cong về cái két nước nên cái bồn cầu này thì hiện tại nó kết hợp mà không được quá nhiều nắp điện tử ha, chỉ có vài sản phẩm thôi kết hợp nắp nhựa và nắp điện tử, còn bây giờ chúng ta đang quan tâm là nắp rửa cơ. Thì đối với cái bồn cầu này thì là của nó là thân đầy ha, kính hết đó. Chúng ta sẽ nhìn tổng quan bồn cầu này một lượt. Thì cái bồn cầu này có tâm thoát chuẩn là 305 mm, đi kèm chúng ta là van khóa dây cấp, con thọ rời ha, bít nối sàn đầy đủ chúng ta lắp đặt. Nếu mà chúng ta cần lắp đặt thêm vòi xịt hay là các bộ phận khác thì bắt buộc phải mua riêng ha. Còn cái nắp và rửa cơ này sẽ kèm chúng ta cái tê chi nước ngoài, chúng ta cũng không cần phải mua thêm. Mà theo tôi thì nếu chúng ta đã dùng nắp rửa cơ thì chúng ta cũng không cần quá sử dụng vòi xịt đâu. Bồn cầu này thì trong lòng cầu của nó thì nó có chế độ xả xoáy Torado ha. Xả xoáy Torado là nó có hai cái đường xả tạo lực xoáy trong lòng bồn cầu, và trong lòng bồn cầu này được tráng một lớp men là Siphontech ha, giúp chúng ta dễ dàng cuốn trôi vết bẩn và vệ sinh lau chùi. Và cái phía trên bồn cầu này thì nó đang được kết hợp cái là nắp rửa cơ TCVK1211A, thì cái nắp này cũng là nắp đóng êm và nó sẽ có hai cái chế độ rửa đại tiện tiểu tiện cho chúng ta ở đây ha. Chúng ta chỉ cần tăng giảm cái vị trí này, chúng ta có thể tăng giảm cái lực nước mạnh yếu phụ thuộc vào cái áp suất nước đã có sẵn. Và cái bồn cầu này sẽ có cái dây cấp nằm phía ngoài như này là để cấp nước cho cái bồn cầu, cái nắp ha. Và nó còn đi kèm chúng ta cái tê chi nước rồi, chúng ta không cần phải mua thêm gì cả. Thì cái mẫu MS823 DO4 này hiện tại đang được trưng bày cũng như được cung cấp trong hệ thống thiết bị vệ sinh Toto Tuấn Đức chúng tôi. Quý khách cần mua hàng có thể liên lạc chúng tôi theo số hotline hoặc liên lạc truy cập vào website www.tdm.vn để truy cập xem giá cũng như đặt hàng trên website. Cảm ơn, xin hẹn lại.